Hi anh em. Và chào mừng em quay trở lại với channel của Shiret. Này mình tiếp tục leo rank với bạn là Dan Slow nhé. Úi dồi ôi, Dan Slow gớm quá, nhìn là gớm ghiếc quá em ơi. Cái này hơi thiếu tiền, mình sẽ bán con này đi. Romantic Sunday. Khả năng lên là con Gidu 2 là mình cầm máu được bằng Gidu đấy. Gidu cầm máu khỏe lắm. Gidu không ra anh em ơi. Cái này cầm máu à? Chưa tin lắm nhỉ. Ôi em yếu nhớt à? Chú bạn Dan Snow hơi khỏe thôi. Bạn này cũng không biết đồ gì. Liều một phen nhé em nhé. Bạn sẽ khả năng liều một phen đi. Ok, rap này lấy về. Ôi liều không thành công rồi em ơi, gặp bạn này hơi khó. Này ulti một phát được không? Quẹt. Ok nha. Ô, con này khéo ulti được một phát nữa. Giá ít ulti. Được rồi. Hai con Noman à. Cũng được anh em ơi, cầm máu như thế này cũng được. Tiếp tục cầm máu tiếp nhé. Thua cũng được anh em ơi. Thua nhẹ nhẹ thôi thì cũng ok. Ê khi thua đi. Thua đi. Thua được không chứ. Sát hại cũng khỏe lắm. Không thua được rồi anh em ơi. Không sao. Bây giờ mình cũng hạn chế đến chỗ thua thôi. Nếu mà có tướng ngon ngon mình tập trung giữ máu đổ game chứ. Như mình nói đấy anh em ơi, nếu mà đánh chuỗi thua xong rồi anh em đồ ra xấu nữa thì không gỡ được. Không có gì gỡ được. Không gì gỡ được chuỗi thua cộng đồ xấu cả. Trải nghiệm kinh dị. Này đi. Cái này bán con này. Cần thì bán nó con Vio. Không gì gỡ được chuỗi thua cộng đồ xấu cả. Dan Snow thần. Dan Snow khỏe quá. Đấm nó phát. Đấm nó phát nữa. Đúng rồi. Ngon rồi anh em ơi. Đấm nó phát. Đặt cái chuỗi bạn đàn liền. Quyền trượng không? Quyền trượng thì anh có thể cân nhắc chơi Yorn em. Thấy con Yorn cầm quyền trượng khá là ok. Con Yorn cầm quyền trượng mình thấy ok nhất ấy. Yorn cầm quyền trượng. Sunday ngon đấy nhỉ. Quyền trượng này, thôi làm trận là Yorn đi, ra luôn. Ô ra hai con luôn. Hai đổi cho John giờ hơi sớm. John này cũng chưa uy tín lắm đấy. Đổi cho Violet. Trận này uy tín nha anh em. Ui cái gì 10 con John rồi. Ơi giời ơi các bạn nhường mình đi. Gì vậy các bạn ơi. Chưa chơi game đã còn 10 con John rồi. Khó nhỉ. Thánh này. Thế thì chúng ta có thể xoay bài được anh em ơi, chúng ta có thể không đánh Yorn được. Suy nghĩ. Tuy nhiên có sách Thánh nhưng mà đánh Yorn hai đồ này vẫn khá là ok. Thì sách Thánh thì cho Hayate và Teo Anat và sao đấy thôi nha. Con này cầm máu tốt. Này chắc bỏ. Quixi giờ mua sớm thì bán đi cũng được nhưng mà bán đi cũng không để làm gì. Floor nhưng mà floor 1 cái này đều là 2 hết. Thần mình cho floor này. Ôi. Đấm gì vội thế bạn ơi. Công ty của phát đẹp nào. Tạm được hơi xấu. Phát đấm phát cuối. Ok nha. Đấm đến phát nữa, ok nha. Hayate này. Trách thương phát này em. Ba đồ do này đi. Giòn sớm ra. Cần phải bán thú đi nhá. Ui. Ai còn 6 con Yorn ạ. Anh em mình thấy thì chịu anh em ơi. Chơi với ai chơi. Noman vẫn đang khỏe, mình cứ giữ lại nhá. Hayate cũng gánh. Khó nhỉ, bán thần ma tộc. Anh gì bây giờ ta. Do là đang cầm máu thôi. Sao mình cho cầm máu một chút nữa thôi. Sau tí anh bán do đi thôi. Hay đuổi cho Yorn đi. Gidu không chơi này. Già ít được này. Bán tần ở đang trận này khó rồi. Đấu Teo thiếu hơn kia em ơi. Vẫn là hơi nghiêng về thú thôi. Nghiêng về thú một chút. Ngon thế nhỉ. Thú rồi anh em ơi, dễ là thú rồi. Ok của team này vẫn khá tín này. Vẫn khá được coi là tín anh em ơi. Hayate 1 thôi nhưng mà cũng không phải là dạng vừa đâu. Yorn thì ngày càng ít. Xem nếu mà bạn này đi này. Nếu bạn này đi hết bớt này. Dan Slow đánh Yorn. Snow ơi, Snow ơi. Gì nhỉ ta? Trời ơi. Bốn thú tay vào được rồi đấy. Chắc chờ thêm một vòng lên level 8 đấy. Bốn thú giờ thay cũng hơi bóng về con Noma này cũng hơi tiếc. Noma này tầm này đang khoảng khá phải. Thương bắt đáy này, thương bắt đáy bên này này. Đây thương bắt đáy bên này này. Trông nó sợ lắm, là cót xuống đây bắt Hayate mình mà mình còn Yorn 2. Hayate xấy được một phát. Xấy được 2 phát. Xấy được 3 phát. Sao Yorn gánh được, chắc là gánh được. Gánh được rồi. Đánh thường phát. Khó quá. Gladly. Xét lại xem có mấy thương nhá. But each day as she walks through the sea, she looks like a over me. Một thương bên này này. Đó, một thương thôi em ơi, chúng ta sẽ chơi kiểu này đi. Chơi chấp nhẹ một cái thương này đi. Xong bắt HT đấy mà mình còn Yorn. Bé đen lắm các bạn Dan Slow thôi, còn lại còn không thì các bạn khác mình nghĩ là mình chơi được. Teo. Má nó cũng còn nhiều nhá. Nó cũng còn 11 con. Để thế gặp đúng bạn Dan Slow. Trận mình chạy thì vậy không gặp. Cái nít ulti đẹp, ok. Hơi xấu ấy mà không sao. Xấy nốt con này hơi căng. Chịu. Dan Slow chịu. Mấy trận sau mình sẽ đánh thoải mái này. Sau gặp ai cũng vào được này. Girl from a banana goes walking in. She passed her eye, passing time away. What's that a Boston? Yeah, Ganasto. How may I help you? Ooh, but I asked her slowly. Hát này đi à, mình có thêm 6 con Yorn. Uy tín em ơi. Ganasto đang 2 con Yorn này. Bỏ Yorn không? Gladly. But each day as she walks through the sea, she looks right over me. Tall and tan and young girl with girl from a banana. Ôi sao không chết con kia vậy? Mày quá bận thằng. Let there be light. Do you know that there are 444 ways to skip me? Vẫn một thương bên kia thôi anh em ơi. Anh bạn sẽ chuyển sang bên này đi. Dồn hết ở chỗ này trông nguy hiểm đấy nhưng mà dồn hết một chỗ. Nhưng mình nghĩ là ok đấy. Mình nghĩ đẹp được đấy. Hoặc là cho một con HT sang góc bên kia thôi. Con HT sang góc bên kia thôi. Tại vì gì không được để hết trứng một giò nhá. Hết trứng một giò thì... Chơi game lại khốc liệt quá. Ôi so xin đôi này. Hơi yếu nhưng mà hơi yếu một chút. Teo bọc một con Malok này, một con Teo, một con Quixi và một con già. Ồ, cái thú. Oh, but I asked her slowly. But each... Thế này đánh đồ được nhá. Đánh đồ chắc luôn. Đánh đồ chắc luôn. Vội quá chưa kịp thay một chút nữa. Vẫn hồi máu anh em ơi, vẫn hồi được một chút máu, khi bắn nó vẫn hồi máu tiếp, nhưng mà con hắc ám này đánh thường người mình thì chưa biết được. Mất một tí máu không sao, sống được. 6 thú. Nó lên một con Malok 2 phát anh em ơi. Quan trọng nhất giờ một con Malok 2 thôi, cho nó tanh hộ mình thôi. Teo thì chắc không cần nữa nhỉ. Đầy rồi, may quá. Ôi ôi, ulti đẹp thế. Mấy cái con này nó ulti đẹp thế. Hậu quả việc để hết trứng một giỏ ấy em. Cái này đau thật, này đau đớn thật. Không làm gì được. Nhìn chúng nó chết thôi anh em ơi. Bạn này đi bớt đi cho mình lên con Yorn nhá. Bạn này đi bớt đấy. Ui pha này đau thật. No problem. Này vẫn đang đánh Noma là trợ thủ à? Khó đánh thế nhở, khó đánh thế nhở. Mà lúc mình nó cứ không nhảy được ấy. Hai đồ mana nó rồi. Cần mấy cái hai đó. Lên trên tìm con cát thôi em, phải gặp con cát bị tanh được, thì mày tanh hơi yếu. Malok đứng dưới đi, đứng trên yên tâm lắm. Malok đứng giữa cũng được, đứng giữa rồi con đi bộ lên cũng được. Quét tanh góc kia, con đẩy sang góc này. Đồ này ngon, đồ này cho Malok không? Không đủ tiền lên anh em, một phòng nữa. Má không ai đi cả, má chịu đi anh em ơi. Hay thật đấy. The sun. I am the lifter. Aim. Fire. Góc này đi. Yon góc kia. Mong giờ mình thổi một phát này em. Rồi bạn ấy đi thì mình có thêm đồ này, mình có thêm ấy này, mình thêm tướng này, đi mất 3 con Yon. Bạn này đi nữa ngon này, con Bono bạn ấy đi sao nó chưa đi. Đồ thủ này mà ra không ngon thì hơi tiếc nhỉ. Sách thánh đi, quét luôn đi, quét nộ sớm. Rồng này thì thổi thì một phát cho vui thôi, không quan trọng. Đấy, bắt đầu có thêm Yon này em. À, sau lên nhé, sau mình lên nhé. Lên thì không có biết con gì trơn gì. Lo bắt tay bên kia, bế con rồng mình lên thôi. Bế rồng mình cũng không sao. Đang sâu cất thương à? Thương này để đâu ấy? Mà lốc này không sợ này. Ăn một phát down nhưng mà mình có ra vai A này, ma lốc này nhảy được này. Ok, nhảy đẹp luôn anh em ơi. Hai nhảy. Rồng thổi đẹp. Tớ mình thêm một con 3 lốc 2 mà. Chắc là thêm một 2 lốc 2. 1 3 4 5 5 con một bạn khác cầm 3 con. Kia cầm 3 con. Lên luôn nhé. Nó không lên một con Yon được. Oh, but I ever slowly each day I just walk to the sea. She looks right through of me. Tall and tan and young girl with girlfriend is her name who's walking in. Quét ứng trên đi. Má này khỏe thế. Mà lúc kia của mình không nhảy được luôn kìa. Ui, mà lúc kia không nhảy được. Chắc cổ đấm ăn xôi giết được thêm bạn nào giết thôi. Chết bạn anh chết em, đánh thôi. Ok. Ui, nó vẫn nhảy được một phát. À, Dan Slow ơi. Vẫn nhảy được một phát cuối vậy. Ây da. Hai ma lúc mình quả này nhảy yếu quá, không có choi. Đây rồi. Em này là uy tín rồi. Con cát này cân được anh em ơi. Con cát này con Yon này cân được. Ấy chứ. Tiêu. No and ten. Ai quá. Mình gặp Dan Slow anh em ơi. Mình gặp Dan Slow. Cần tài cần sức đấy. À, cần tài cần sức đấy. Đang làm gì? Trông cũng khỏe khoắn đấy. Trông mình chưa nhìn đâu nhưng mà trông cũng khỏe khoắn đấy. Quy nè. 23 này luôn nhá, mình lấy Quy về nhé. Quy ủ cho Vera đi. Quy cầm đồ này truy hồn cho ma lốc được nhỉ. Sách thánh. Quy truy hồn cho ma lốc đi. Đang tạm thế này. Thọt một tí vàng không sao. Thợ săn quỷ à? Gầy lớn đấy. Cái lớn đấy. Hạn chế mà con Von Cát mình nhìn vào mấy con hắc ám của bạn ấy nhá. con cáp mình nhìn vào mấy con hắc ám bạn ấy là mình cũng hơi ghê người á. Thêm một tướng mình thêm con Lili hoặc gì đấy thôi, giá ít được, thêm Lili là ngon nhất. Chắc mình đây là một con Mandok 3 đấy. Mandok 3 thì chỉ cần một đồ này thôi là nó đủ ulti rồi, cho nó hai đồ này, truy hồn ở kia, cái tí, choi, mình choi cho con cát đi. Anh nhầm đấy bạn ơi. Con cát xuống góc kia được nhá. Quy mình đấy này. Thêm góc này thì cũng không sợ đâu, con cát mình ở đấy mà. Không sợ, cho bạn ấy thổi góc này đi. Này con cát mình xuống đây nó nhảy luôn không? Ui thây nó vẫn bổ một phát đẹp thế. Sợ con cát mình không chơi được lâu thế em ơi. Vẫn nhảy được nhiều phết này. Không được rồi. Để mấy con hắc ám này nó chui vào đây quá. Nhưng mà quả đấy mình để con cát sang bên kia cũng không cân được em. Mình muốn cân con thên cơ nhưng mà quả đấy nhảy cho con thên chậm quá. Thên nó bổ được một phát điên đầu rồi. Để bạn còn có voi nữa. Khó. Cũng choáng con thên. Con thên của đấy mình góc kia, con thên nó sẽ bổ hết bên này hết anh em ơi. Giờ chịu. Khó quá. Làm rồi thì khó quá. Thế thôi em ơi, biết mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn thích trên thì like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thấy giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.